Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2024 trên toàn quốc. Nhiều trường cho biết là bội thu hồ sơ. Theo đó, thì các trường đại học tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống về, ra soát và tổ chức xét tuyển. Đến sáng 14 tháng 8, các trường tải lên hệ thống kết quả xét tuyển lần 1 tất cả các phương thức tuyển sinh của trường. Cuối ngày 14 tháng 8, hệ thống lọc ảo xét tuyển sẽ trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 1. Việc lọc ảo sẽ diễn ra đến ngày 17 giờ ngày 17 tháng 8. Trong đó, thì Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện 6 lần lọc ảo toàn quốc. Hai nhóm lọc ảo, các trường phía Bắc và phía Nam cùng thực hiện lọc ảo theo từng nhóm trường. Theo quy định, thì trước 17 giờ ngày 17 tháng 8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Bộ Giáo dục Đào tạo quy định các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 19 tháng 8. Nhiều trường như là Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là bội thu thí sinh và nguyện vọng xét tuyển.